Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì đừng quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất những sản phẩm mới về của bên em nhé. Hôm nay bên em về được rất là nhiều đẩy, hai kênh và ba kênh, công suất lớn. Những con đẩy ba kênh thì rất là phù hợp để chơi karaoke gia đình bây giờ. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu con này cho các bác trước. Đây là con máy xe 20 các bác nhé. Đây là con máy xe 20 bãi. Nó cái tên cái hãng khác của nó kẻ tên thôi. Đấy, chứ còn máy này là máy xe 20. Nguồn đấy, nguồn rất là to, nguồn 3U các bác nhé. Mà chiều ngang của nó 22 phân. Đây là máy chạy mạch Class H có bù áp các bác nhé. Chạy mạch Class H có bù áp rất ổn định và lành. Đấy, chạy 12 con tụ to cao 22.000 mi. Con này thì em bao cho các bác là đánh full đôi và súp kép 50. 50 từ 2% các bác nhé, là đánh được, đánh ngon lành luôn. Với em test cũng khá là lâu rồi. Đấy, mặt mũi các bác nhìn, đấy, mặt thay nhôm nhìn rất là đẹp. Cái mặt này nó làm nhôm rất là dày. Chắc phải là 5-6 ly. Hình thức của bên trong thì còn đẹp như mới các bác nhé. Hàng em bán ra thì bao zin nguyên bản cho các bác. Những con này thì ở bên kia là người ta cũng dùng đánh súp đây. Con này nó rất hợp với đánh những cái quả súp và từ thường ấy. Đấy, súp và từ thường mà khi mà đánh cái con đẩy biến áp này thì tiếng nó ra rất là tròn, rất là lực. Đánh bằng nguồn sung thì nó tiếng bát nó sẽ cảm giác nó sẽ nhẹ đi, nhẹ hơn cái đẩy nguồn biến áp này một chút. Đấy. Còn cái này nhược điểm của nó thì nặng, đấy, cồng kềnh. Thế là các bác mua đẩy thì cũng nên chọn đúng cái con và đúng cái mục đích của mình ấy. Nhà ít phải vận chuyển đi thì dùng con này ok. Giá em bán cho các bác là 7 triệu bao ship nhé. 7 triệu bao ship, bao đẹp, bao zin. Và bao đánh được những cái cấu hình mà em vừa nói. Full đôi 40 thì đánh nhẹ nhàng rồi. Đấy, súp kép thì đánh súp kép 50 từ 2-100 các bác nhé. Từ 28 thì đánh đuối. Máy rất là dài, rất là đẹp. Con này em có một con thôi. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em được số điện thoại 0967851866. Đối với những con đẩy mà to nặng như này thì các bác vui lòng cọc giúp em 500.000 vào tài khoản nhé. Để bác nào mua thì cọc giúp em 500.000 tài khoản. Rất nhiều đẩy ba kênh đẹp các bác nhé. Và đủ các mã cho bác, các bác lựa chọn. Từ 500, 700, 800, hơn 1000. Đấy, rất phù hợp để đánh karaoke gia đình. Toàn hàng tuyển chọn thôi. Đây là chưa vệ sinh các bác nhé, vừa mới mở ra kiểm tra thôi. Đấy, mặt mũi và ruột gan rất là đẹp. Ba kênh này là ba kênh Class H các bác nhé. Rất là khỏe, lành, tiếng hay. Đấy, nhiều ba kênh lắm. Tổng cộng em có tầm gần 100 con ba kênh cơ. Những bác nào mà có nhu cầu muốn đặt hàng ba kênh thì cứ liên hệ với em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip tiếp theo.